Nắng đi cho con ăn uống nước lèo nha, ngoại uống nước lèo. Cái sữa đá. Cảm ơn thầy. Thấy hết trơn nè, thấy mẹ nè. Cháo nắng. Ngon. Cái gì? Cái sữa đá. Cái sữa đá, phê đá, phê sữa đá. Ngoại uống nước lèo. Ngon quá. Ăn tiếng nó phái nữa nè. Ở quê ăn món nước lèo có thịt cá lóc, có tôm nữa. Món nước lèo. Có tôm nữa nè. Món nước lèo nhà quê. Về quê chăng? À, về quê luôn, về quê luôn. Bui. Bui. Lì. Ngon chú lì. Ngon chứ. Ngon, ngon không? Ngon chứ. Mè, thịt cá lóc mè. Bún nước lèo nữa, phê đá, phê sữa đúng không? Yeah. Có ba, được rồi, đưa đó. Mày cả nhà ăn bún nước lèo thôi. Được á. À, mình sẽ đặt ăn thịt được á. À, con mà này. Gặp rồi, gặp rồi, gặp xin làm mơ khơi nè. Uống nước lèo. Nó. Buổi sáng. Mẹ nè. Ngoại nè. Trúc Ly nè. Uống nước lèo nè. Đây là phê sữa của ngoại nè. Ngon. Ngon Trúc Ly. Ngon quá. Cá nắng. Mời cả nhà ăn sáng thôi chú Ly. Mời cả nhà ăn sáng thôi, gắp tôm lên coi. Vô. Gắp tôm lên. Kết thúc đi em cái coi.